Kính thưa quý vị, và trở lại với bản tin buổi tối hôm nay là phần tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Diệu Quy và Kim Nhung xin được chào anh Khanh. Thưa anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh cũng xin gửi lời chào đến hai bạn Kim Nhung và Diệu Quyên, và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBT. Tự dưng là ngày hôm nay tôi thèm ăn bánh bèo. Cái lý do rất là dễ hiểu là vì đó là một cái món ăn rất là dễ ăn, và tôi nghĩ rằng là không có ai có thể chê bánh bèo được. Và bánh bèo cũng là một cái món ăn nó không đắt tiền cho lắm, có thể nói là món ăn rất rẻ và ngon, ngon bổ rẻ lại còn no bụng, thì như vậy là tuyệt vời. Tôi nhớ đến những cái nghĩa bánh bèo ở Việt Nam. Cứ mỗi lần nhìn thì bánh bèo lại nhớ đến nghĩa bánh bèo ở Việt Nam. Bánh bèo thì có bánh bèo chén, bánh bèo dĩa, đủ mọi thứ cả. Nhưng mà nó có một cái điểm rất là đặc biệt. Cái nước mắm mà pha để mà ăn bánh bèo và cái nước mắm pha để mà ăn bún thịt nướng hoặc là ăn một cái món khác là bánh xèo thì nó có lẽ là nó na ná giống nhau. Nhưng mà có một điều là như thế này. Hai chị phải để ý thấy là khi mà mình ăn bánh xèo thì cái nước mắm nó có đồ chua, nhưng mà ăn bánh bèo thì nước mắm nó không có đồ chua. Lý do tại sao như vậy thì tôi phải nói thật là tôi không biết. Có một lần thì tôi có hỏi một cái người bán bánh bèo, tôi còn nhớ mãi đó là ở một cái tiệm ở Lái Thiêu ở Việt Nam hồi năm 1973-74, lúc tôi còn dạy học ở Bình Dương. Tôi bảo là tại sao nước mắm bánh bèo lại không có đồ chua. Thì cái bà chủ bà bảo ô rồi người ta làm như vậy quen rồi, tôi quen như vậy rồi, bây giờ thì tôi bán lại cũng như vậy thôi. Như vậy là chứng tỏ tức là ngay chính bà chủ bánh bèo cũng không biết là nó tại sao lại nước mắm không có đồ chua. Riêng về cái nhân bánh bèo thì tôi thấy ở ngoài này khác và trong ở ngày xưa 1975 nó khác. Ở ngoài này thì chúng ta có nhiều nhân tôm chúng là, nhưng mà ở ngày xưa ở trong miền ở miền Nam thì khi mà ăn bánh bèo là bắt buộc nó phải nhân là phải có đậu xanh. Tôi phải thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, nhân có đậu xanh là cái nhân tuyệt vời để mà ăn bánh bèo. Bây giờ hôm nào mà có dịp, tôi có một người bạn là thường hay làm đậu xanh ở nhà, rồi sau đó mua bánh bèo mang về và bao giờ cũng phết đậu xanh lên trên bánh bèo, và anh bạn của tôi bảo rằng là ăn như vậy nó mới ngon và ăn như vậy nó mới đúng. Tôi thấy cái điểm đó là cái điểm hoàn toàn đúng, không sai vào đâu cả. Nhưng mà khi ăn bánh bèo ở đây thì tự nhiên tôi lại nhớ rằng là chúng ta thường thường ở bên Mỹ thì hoặc là bên Âu Châu thì tôi thấy là người ta ăn thường thường người ta ăn bánh bèo mặn, tức là bánh bèo chan nước mắm. Nhưng mà có một loại bánh bèo khác mà lâu rồi chúng ta chưa được ăn, đó là bánh bèo ngọt. Bánh bèo ngọt thì thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, bánh bèo mặn là nhân là bằng bột màu trắng, nhưng mà bánh bèo ngọt là ở trong cái bột đó là người ta đã với lại nước đường rồi, thành ra là nó thành cái màu, nó là cái màu nâu nâu, tức là cái đường đó là đường thẻ. Và đặc biệt nhất là ăn với lại người ta có chan với lại nước dừa, nước dừa đây tôi gọi xin phép được nó rõ hơn là nước cốt dừa. Tôi còn nhớ là có một lần đi Long An, khi mà tôi đi Long An thì tôi được ăn bánh bèo ngọt có nước dừa lại có thêm mỡ hành, trong cái mỡ hành người ta đã cho sẵn một tí muối, thành ra ăn nó vừa mặn mặn vừa ngọt ngọt, rất là tuyệt vời. Và thú thật với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi sang Hoa Kỳ gần 50 năm rồi, và 50 năm trời vừa qua là tôi chưa có được ăn bánh bèo ngọt bao giờ cả. Mặc dù là ở hầu như là các tiệm nào mà tôi đến, họ cũng đều có bán bánh bèo và chỉ là bánh bèo mặn mà thôi. Khi mà nói đến bánh bèo ngọt thì cũng phải xin được kể một cái chuyện bên lề nho nhỏ. Tức là ở trong miền Nam thì có một cái món là món bánh canh. Và chúng ta thấy là bánh canh thì chúng ta có bánh canh cua, này, bánh canh giò heo, này, bánh canh tôm thịt, vân 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 vân. Nhưng nên nhớ là ở miền Nam Việt Nam thì có một cái món bánh canh nữa, đó là bánh canh canh ngọt. Bánh canh ngọt tức là họ nấu là bánh thì là đúng là bánh canh, nhưng mà cái nước dùng của nó thì thưa không có xương sầu gì cả, mà nó chỉ là ngọt lịm, cũng nấu bằng đường thẻ, thành ra là nó cũng màu, nó cũng nâu nâu, tương tự như là cái hình ảnh của cái đĩa bánh bèo ngọt mà chúng tôi vừa mới giới thiệu đến quý vị khán thính giả của SBTN. Cũng liên quan đến bánh bèo thì tôi cũng phải xin kể cái chuyện. Bà bạn tôi bà bảo là chứ bà có ông chồng. Lúc thì ông chồng khó tính. Tôi bảo sao anh thì biết là anh khó tính. Lúc thì ông ấy mặt ông giống cái bánh bao. Và có lúc nào ông giận tôi thì mặt cái ông giống nhìn là cái bánh bèo. Tôi không biết là mặt bánh bèo thì ra sao, nhưng mà tôi chỉ biết một điều, bánh bèo là cái món ngon bổ rẻ, vừa ngon vừa bổ và vừa rẻ, và chỗ nào cũng có bán.
Đó là cái câu chuyện mà chúng tôi muốn xin được gửi đến quý vị khán thính giả tối ngày hôm nay. Và những ai mà có bộ mặt bánh bèo thì xin làm ơn chuyển ra lại thành bánh bao hộ cho tôi. Và bây giờ xin được trở lại California với lại hai bạn Kim Nhung và Diệu Quyên. Vâng, cảm ơn Khanh rất nhiều. Và thưa quý vị, tuần trước thì anh Khanh nói về bún nước lèo, tuần này thì anh Khanh nói bánh bèo. Cho nên em yêu cầu anh Khanh á, trước khi anh nói gì anh thác cho tụi em trước để tụi em ăn cái món đó để cho em khỏi cái bát bụng. Nhưng mà hay quá ha, em lần đầu tiên em mới thấy bánh bèo ngọt có chị Quyên. Nó chỉ thấy bánh bèo ngọt rồi, rồi đó, có rồi. Ăn em có ăn ở bên Cali này rồi thưa anh Khanh. Nhưng mà nói đúng là thường thường ở trong mấy cái nhà hàng không có bán, cái này là ở nhà là chỉ mới có thôi thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn anh. Và thưa quý vị và thưa anh Khanh, ngày hôm nay cũng đánh dấu đúng 9 tuần trước ngày bầu cử. Vậy thì tình hình bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đến nay thì như thế nào rồi thưa anh Khanh? Câu trả lời của tôi là vẫn 50-50. Có thể nói rằng là chưa có ai dám bảo rằng là ông Trump đã chiến thắng, và cũng chưa có ai dám bảo rằng là bà Kamala Harris sẽ làm chủ nhân của Tòa Bạch Ốc cho 4 năm sắp đến. Tôi thấy là các cuộc thăm dò thì cũng cho thấy tương tự là như vậy, cho thấy là ông Trump ở chỗ này thì có vẻ thành công, nhưng mà ở chỗ khác thì lại nhường chỗ cho bà Kamala Harris. Ở chỗ khác thì là bà Kamala Harris đang lên, nhưng mà ở những tiểu bang mà cần phải chiến thắng thì bà vẫn chưa có qua mặt được ông Donald Trump. Hoặc là hai bên đang kèm nhau, tức là 50-50. Nói tóm lại là như thế này, thưa chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Chị Diệu Quyên mới bảo là còn đúng 9 tuần lễ nữa là cuộc bầu cử sẽ diễn ra. Tôi thấy rõ ràng cái điều đó là cái điều hoàn toàn đúng. Và chưa bên nào được, chưa bên nào có thể nói rằng là chúng tôi là phe chiến thắng. Đó là cái điều thứ nhất. Cũng nhân tiện chị nói đến chuyện ngày giờ thì cũng phải xin phép được thưa thêm cùng với lại quý vị khán thính giả là còn đúng 7 ngày nữa. Vào ngày này, vào đúng ngày thứ ba tuần tới thì là cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên giữa hai ứng cử viên là ông Donald Trump đại diện cho Đảng Cộng Hòa và Kamala Harris đại diện cho Đảng Dân Chủ sẽ diễn ra trên đài truyền hình ABC. Mong quý vị và quý anh chị nhớ đón nghe. Xin được trở lại California với lại chị Diệu Quyên và chị Kim Nguyên. Cảm ơn anh. Thưa anh, những cái vấn đề nào được cử tri Hoa Kỳ coi là quan trọng nhất trong bầu cử năm nay thưa anh? Tôi nghĩ rằng là có rất nhiều vấn đề mà người ta sẽ người ta được cử tri Hoa Kỳ là quan trọng và chắc chắn là sẽ được đặt ra trong cái cuộc tranh luận vào ngày thứ ba tuần tới. Cái trước hết là vấn đề kinh tế, rõ ràng là ai cũng nhìn thấy là chúng ta bây giờ chúng ta phải tiêu tiền, tiêu tiền chóng cả mặt lên chứ không phải là đùa. Giá cả thì vật giá luôn luôn là leo thang, thành ra giá xăng leo thang, giá thực phẩm leo thang, sửa nhà sửa cửa cũng leo thang. Bạn tôi bảo là vậy chứ bây giờ đi mua một cái bịch đất về mà trồng cây ở trước cửa nhà thì nó cũng đắt gấp đôi gấp ba so với lại thời Covid đại để thì lại như vậy. Đương nhiên là vấn đề kinh tế sẽ là vấn đề người ta sẽ chú ý đến nhiều nhất. Bên cạnh vấn đề kinh tế thì tôi còn thấy là có nhiều các vấn đề khác nữa. Cái chuyện đầu tiên chẳng hạn như là về vấn đề di dân, chẳng hạn là như vậy, cái số lượng người di dân từ ngoại quốc tràn vào nước Mỹ bất hợp pháp cũng là một đề tài mà người ta đang chú ý đến. Và khi mà nói đến vấn đề di dân thì đương nhiên là chúng ta không bao giờ quên được cái chuyện là bảo vệ vùng an ninh biên giới cũng là một đề tài đáng mà người ta sẽ đặt ra. Bên cạnh những đề tài đó thì trong thị trường của Hoa Kỳ hiện tại tôi thấy là cái chuyện ủng hộ hay không ủng hộ Ukraine cũng là một cái đề tài đáng nói tới. Và đồng thời là cái cuộc chiến giữa Hamas với lại quân đội Israel vẫn đang kéo dài cũng là đề tài mà người ta sẽ chú ý đến. Nói tóm lại thì tôi thấy là có rất nhiều đề tài người ta chú ý đến, nhưng mà chắc chắn là cái đề tài mạnh nhất, lớn nhất thì vẫn là đề tài kinh tế, thưa với lại chị Kim Nhung. Vậy thì còn bầu cử Thượng viện và Hạ viện thì sao thưa anh? Bầu cử Thượng viện và Hạ viện thì đây là cái nhìn riêng của tôi mà thôi. Tôi thấy là ở bên Thượng viện thì có lẽ là sẽ thuộc về tay của Đảng Cộng Hòa. Lý do rất là dễ hiểu là hiện tại bây giờ bên Dân Chủ chỉ có hơn có một ghế. Trong khi đó thì chúng ta đừng quên là bên Dân Chủ chắc chắn là sẽ mất hai ghế vào tay Đảng Cộng Hòa. Tức là cái ghế thượng nghị sĩ ở tiểu bang Maryland là một và ghế thượng nghị sĩ ở tiểu bang West Virginia là hai. Thành ra là cái cơ hội để mà lấy lại Thượng viện là cái cơ hội rất lớn cho phía bên Đảng Cộng Hòa. Riêng ở bên Hạ viện thì sao? Câu trả lời là tôi lại thấy là bên Hạ viện là có thể là sẽ thuộc về phía Đảng Dân Chủ. Lý do là như thế này, Đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số nhưng mà chỉ hơn có 4 phiếu. Thưa với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, với cái khí thế đang lên của Đảng Dân Chủ như thế này thì có lẽ là chuyện họ lấy được 5-6 phiếu không phải là chuyện khó khăn. Thành ra nói tóm lại thì
Tòa Bạch Ốc chưa biết là thuộc về ai, nhưng mà Thượng viện thì tôi dự đoán là có nhiều khả năng thuộc về Đảng Cộng Hòa, và Hạ viện sẽ có nhiều khả năng là thuộc về Đảng Dân Chủ, thưa với lại chính trị quyền. Dạ vâng, em cảm ơn Khanh. Dạ vâng, thưa với anh, cả hai liên danh Cộng Hòa và Dân Chủ đều thành lập cái ban chuyển quyền mà tiếng Anh chúng ta gọi là Transition Team. Vai trò của ủy ban này gồm những gì và có gì quan trọng lắm hay không thưa với anh? Tôi thấy là rất là quan trọng. Thật tình ra là đến khi mà tôi sang bên Mỹ này thì mình mới biết là nó có một cái ủy ban, nó gọi là ủy ban chuyển quyền. Tức là Transition Team, như là chị Kim Nhung vừa mới trình bày. Họ giữ một cái vai trò quan trọng, tức là bây giờ họ phải sửa soạn người. Ngay từ bây giờ họ phải sửa soạn người để mà trong trường hợp mà họ liên danh của họ đắc cử thì họ đã có người sẵn vào những cái vị trí cần thiết để mà có thể tiếp tục điều hành của máy lãnh đạo của quốc gia. Đó là cái điểm thứ nhất. Tôi để ý thấy là như thế này, chẳng hạn như bà Kamala Harris hoặc là ông Donald Trump là chỉ chú ý đến những nhân vật quan trọng, chẳng hạn như là ngoại trưởng, tổng trưởng, ông bộ trưởng quốc phòng, rồi là bộ trưởng bộ kinh tế tài chính, rồi là bộ trưởng bộ tư pháp, vân vân và vân vân. Còn tất cả những bộ khác thì hầu như là dành cho cái Transition Team họ quyết định. Họ đương nhiên họ sẽ đề nghị, và rồi sau đó thì bà Kamala Harris nếu bà đắc cử, hoặc là ông Donald Trump nếu mà ông tái đắc cử mới là người quyết định. Nhưng mà còn biết bao nhiêu cái bộ phận khác nữa thưa với lại chị Kim Nhung. Nên nhớ rằng là lấy một thí dụ, chẳng hạn một ông bộ trưởng thì là có ít nhất là từ chừng 7-8 người là phụ tá bộ trưởng. Phụ tá bộ trưởng là những người mà Transition Team họ sẽ chọn lựa, và với sự đồng ý của tổng thống tương lai đó. Thành ra là bởi như vậy những cái vị trí đó rất là quan trọng. Rồi bên cạnh cái ông tổng trưởng, phụ tá tổng trưởng, rồi phụ tá thứ trưởng, nó còn biết bao nhiêu người lo về cơ quan này, cơ quan nọ, vân vân và vân vân. Nói tóm lại là tôi đã nhìn thấy một quyển sách nó dày như thế này, nó gọi là Blue Book, và trong cái quyển Blue Book đó là ghi tên của những người có thể có cái khả năng để mà giữ cái vị trí này hoặc là vị trí khác. Thế ra là cái vai trò của Transition Team rất là quan trọng, thưa với lại chị Kim Nhung. Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều, và chúng ta lại hẹn gặp lại với quý khán giả vào ngày mai. Và xin cảm ơn quý khán giả cũng đã theo dõi phần tin tức của chúng tôi vào chiều ngày hôm nay, và chúc cho quý vị một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào quý vị.